Thưa sư cho con được hỏi kỹ hơn về việc thêm rượu vào khi làm bánh. Dạ theo sư giảng, nếu mình chế biến làm mất đi tính chất của rượu thì coi như không phạm giới. Lượng rượu cho vào bánh rất ít, thậm chí uống số đó cũng không thể say được. Còn giả sử một người mua bánh để ăn, cao lắm cũng chỉ ăn tối đa 3 cái bánh, ăn xong họ không cảm thấy say gì. Thì như sư nói, rồi thì tức là ở đây là nó có cái rượu nó còn nhẹ, thực tình thì người đầu bếp cũng không muốn, nhưng mà công thức bắt buộc rồi, như vậy hỏi là có phạm giới hay là không. Quý vị muốn đọc kỹ câu hỏi thì vui lòng xem sự tóm tắt thôi, tại vì câu hỏi nó dài quá, đọc nhiều mất thời gian. Tóm gọn lại, nếu như quý vị chế biến thực phẩm cho rượu vào mà làm biến mất hoàn toàn cái tính chất của rượu thì không phạm giới. Còn nếu như quý vị còn giữ lại dù chỉ một chút xíu nha, mà nếu như việc ăn cái đó, ngay cả việc họ không say đi nữa, thì vẫn phạm giới như thường. Liều lượng như thế nào được coi là phạm giới? Là như một cọng cỏ nhúng vào trong ly rượu đó, thì cái lượng rượu mà dính ở trên đầu ngọn cỏ đó, mà mình nếm, mình nuốt vào trong miệng là nó cũng được tính là phạm giới rồi. Tức là cái lượng rượu rất là ít vẫn phạm giới như thường. Thành ra điều mấu chốt ở đây là mình phải chế biến làm sao để nó mất đi tính chất của rượu thì mới không phạm giới. Rồi, nhớ giùm sư cái đó. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Còn cái mức độ nghiêm trọng, thì mức độ nghiêm trọng á, nó tùy thuộc vào một số điều kiện như sau. Thứ nhất là đối tượng phàm hay thánh có giới hay không có giới. Tức là đối tượng mình cho họ ăn á, mà mình chơi mình làm đại trà là chết nữa. Tại cái đại trà đó là có người có giới, người không có giới. Rồi cái thứ hai đó là cái mức độ, thì tức là cái gì như uống một giọt thì nó khác với uống một ly, thì cái mức độ đó cũng được tính, được kể vào ở trong đây. Cái thứ ba là mục đích, ví dụ như sử dụng để chữa bệnh thì khác, sử dụng để thưởng thức thì nó khác. Thành ra là mình sẽ xét hết những cái đó, và câu trả lời là tự quý vị phải trả lời ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.